Như thầy đang chỉ bảo gì bảo toàn đấy. Bảo toàn là một trong những cầu thủ hôm nay thi đấu rất là nổi bật. Chính như vậy là thầy Park đang có những cái chỉ đạo cho bảo toàn sửa sai những một số lỗi kỹ thuật của mình để anh hoàn thiện hơn. Em xoay lên thì em có thể xử lý để em qua họ cũng được. Nhưng mà nếu mà nó sát quá thì sao? Họ phải áp sát quá này, xoay lên này, thấy không? Kiểu gì mất bóng, nếu không em rất là gấp không thể xử lý thì bóng sao không được vào được. Nó phải làm như nào? Phải làm sao? Phải làm như nào? Sao thế bao nhiêu? Bóng được để em thử làm như nào? Làm như lúc nãy. Nào bây giờ làm sao? Em đẩy bóng xuống đây, em đi vào thì kiểu gì em cũng có cơ hội để em xử lý tình huống tiếp theo. Yeah.